An tâm sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, có lẽ mối quan tâm hàng đầu của chúng ta hiện nay đó chính là dịch bệnh Covid-19. Sau 3 tháng chiến đấu với đại dịch, có những lúc chúng ta tưởng chừng như đã giành chiến thắng, có thể tuyên bố kiểm soát dịch bệnh, thì cuộc chiến mới xảy đến khi có ca mắc mới. Dốc lại tinh thần, kiên cường hơn, quyết liệt hơn nữa, xác định cuộc chiến này sẽ còn cam go và khốc liệt là những gì Đảng, Chính phủ và toàn dân chúng ta đang thực hiện. Tính đến nay, con số bệnh nhân nhiễm bệnh ở Việt Nam đã vượt quá con số 200. Thế nhưng cũng thật may mắn là con số khỏi bệnh cũng vẫn tiếp tục tăng cao và chưa ghi nhận bất cứ một ca nào tử vong. Lâu rồi, đường phố Hà Nội mới vắng vẻ trong những ngày không phải là lễ Tết. Cuộc sống cũng bớt ồn ào khi không có tụ tập đông người. Thế nhưng chắc chắn ai cũng khắc khoải chờ đợi câu hỏi, bao giờ mới hết dịch, bao giờ cuộc sống mới trở lại bình thường. Chưa ai biết, thế nhưng để có thêm niềm tin và hy vọng về cuộc chiến chống dịch sẽ mau chóng thành công, hãy cùng với An tâm sống khỏe tham khảo những dự đoán, tính toán của chuyên gia về tình hình dịch bệnh. Cụ thể như thế nào, hãy cùng theo dõi video ngay dưới đây của chúng tôi. Kể từ khi xuất hiện ở Việt Nam vào ngày 23 tháng 1, tính đến ngày 1 tháng 4, cả nước đã ghi nhận tổng cộng 212 ca mắc bệnh, trong đó có 63 ca khỏi bệnh, chưa xác nhận ca nào tử vong. Theo dõi tình hình dịch bệnh kể từ khi dịch mới bùng phát, ông Nguyễn Lê Anh đã có những tính toán nghiên cứu và dự báo khá chính xác diễn biến dịch ở Việt Nam trong vòng 10 ngày qua. Ông là người cực kỳ thông minh, giỏi toán và là người thông minh nhất trong số những người Việt Nam tài giỏi. Trước đây, vị giáo sư này đã từng dùng kiến thức toán học của mình để tính toán đúng tọa độ máy bay MiG bị rơi trên đỉnh núi Tam Đảo từ cách đây 49 năm và cùng với Bộ Quốc phòng tìm được mảnh xác máy bay. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn quốc, giáo sư Lê Anh cũng đã bám sát chiến lược chống Covid của Chính phủ Việt Nam. Đó là chiến lược khống chế đến mức loại bỏ hoàn toàn khả năng lây chéo mất kiểm soát trong cộng đồng. Theo đó, thì ông cũng phân tích thuật toán chống dịch cụ thể như sau. Đầu tiên, lập hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân. Thứ hai, khai thác chi tiết lịch sử di chuyển và gặp gỡ theo thời gian để xác định chính xác gây lây nhiễm. Bước thứ ba, khoanh vùng và cách ly triệt để các đối tượng nghi nhiễm. Song song với các bước này, cố gắng dùng mọi biện pháp tối tân khoa học nhất để lên phác đồ điều trị, chữa trị tốt nhất cho các bệnh nhân. Theo đánh giá của mình, giáo sư Lê Anh cho rằng đây là mẫu thuật toán chống dịch mẫu mực nhất trên thế giới. Có lẽ nhờ vậy mà cho đến nay, sau 3 tháng dịch bệnh hoành hành, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia hiếm hoi chưa ghi nhận ca tử vong, số người nhiễm bệnh cũng nằm trong khả năng kiểm soát. Bằng kiến thức toán học của mình, ông cũng đã dự báo khá chính xác diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam trong vòng 10 ngày qua, bắt đầu từ ngày 21 tháng 3. Tính đến nay, chưa có ai có thể đưa ra con số tính toán khoa học có độ sai số thấp như ông. Trên thực tế thì những con số về số ca đang điều trị kể từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 đều thấp hơn một chút so với dự báo của giáo sư Lê Anh. Bằng cách mô hình hóa dịch Covid-19 ở Việt Nam thành một hàm số phân bố tan X, trong đó phân bố Gauss, sau khi đạt đỉnh dịch theo phân bố Poisson. Khi chọn hàm phân số, giáo sư đã tính toán đến sự hỗn loạn và ngẫu nhiên gia tăng trong điều kiện phụ thuộc vào khoảng cách cùng với các dữ liệu được thống kê qua dịch H5N1 và SARS trước đây trên toàn thế giới. Và đây là kết quả so sánh giữa con số dự báo mà giáo sư tính toán ra và số ca thực tế ở Việt Nam kể từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 3. Có thể so sánh đơn giản như sau. Ngày 22 tháng 3, dự báo 95 ca, thực tế 96 ca. Ngày 25 tháng 3, dự báo 134 ca, thực tế 131 ca. Ngày 30 tháng 3, dự báo 193 ca, thực tế 151 ca. Như vậy là số ca thực tế luôn thấp hơn số dự báo của giáo sư Lê Anh. Giáo sư cũng cho rằng số thực tế thấp hơn là do chúng ta đã bỏ sót người đã dương tính với Covid-19, chưa phát hiện và nhập viện điều trị. Thế nhưng, dùng toán học để tính toán và dự báo tình hình dịch bệnh cho đến nay, giáo sư Lê Anh vẫn là người đưa ra con số sát nhất với kết quả thực tế. Ngoài dự đoán số ca nhiễm trong từng ngày, giáo sư cũng dự báo tổng số ca nhiễm của Việt Nam trong toàn mùa dịch sẽ vào khoảng 500 ca có sai số. Trong đó, vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4, Việt Nam sẽ phải điều trị số ca nhiều nhất tại một thời điểm là 225 ca. Theo như dự báo này, thì đỉnh dịch ở Việt Nam sẽ rơi vào ngày mùng 6 tháng 4, sau đó số ca sẽ giảm dần, giảm nhanh nhất 20 ca vào ngày mùng 8 tháng 5, và dịch sẽ được khống chế vào giữa tháng 5 với điều kiện Việt Nam vẫn sẽ đóng cửa quốc tế. Ông Lê Anh cũng tiếp tục đưa ra con số tính toán số ca nhiễm kể từ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 5. Theo đó thì đến ngày 8 tháng 5 chỉ còn 20 bệnh nhân nhiễm bệnh. Các bạn thân mến, nếu như kịch bản dịch bệnh diễn biến đúng như những con số tính toán thì chúng ta sẽ phải cố gắng thêm khoảng 40 ngày nữa để có thể hoàn toàn chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch này.
Tuy có sai số, thế nhưng tình hình dịch bệnh sẽ có chiều hướng đi xuống và mau chóng kết thúc. Và để có được kết quả như thế, thì toàn đảng, toàn dân đã phải đoàn kết một lòng chống dịch, quyết tâm cao độ, chống dịch như chống giặc. Việt Nam chúng ta bước đầu đã có thể chiến thắng nhờ vào mô hình khống chế dịch bệnh, được báo giới về y tế nước ngoài đề cao và khâm phục. Cơ sở y tế vật chất còn hạn chế, gần tâm dịch bùng phát, trình độ dân trí còn chưa đồng đều. Vậy thì bằng cách nào Việt Nam đã trở thành ngọn hải đăng trong công tác phòng chống Covid? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video này. Nhìn lại lịch sử phát triển của dịch Covid-19, khi mà toàn dân tộc còn đang hân hoan đón Tết Nguyên đán 2020, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt trong cuộc họp đột xuất nhận định về tình hình dịch bệnh của chính phủ. Vào thời điểm đó, dịch Covid-19 đang hoành hành ở tâm dịch là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến gần 1.000 người nhiễm bệnh. Trước tình hình đó, Thủ tướng đã cảnh báo dịch bệnh chắc chắn sẽ sớm lan đến Việt Nam. Khẩu hiệu chống dịch như chống giặc đã ngay lập tức được ban hành để thể hiện quyết tâm cảnh giác, nghiêm túc cao độ trong khâu phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh. Đây cũng chính là bước tiến vững chãi đầu tiên để Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé đang phát triển, hạn chế về nhiều nguồn lực, xây dựng được một mô hình phòng chống dịch hiệu quả. Nếu như các quốc gia lớn như Hàn Quốc hay là các quốc gia châu Âu quyết định xét nghiệm hàng loạt để sàng lọc bệnh nhân, thì Việt Nam không làm như vậy, mà quyết định tập trung cách ly chữa trị bằng những biện pháp tốt nhất cho những người đã nhiễm bệnh và thực hiện cách ly tập trung, giám sát y tế với những người có tiếp xúc gần. Mô hình này phát huy hiệu quả, một phần là nhờ sự hợp tác, thành thật khai báo lịch sử di chuyển tiếp xúc của bệnh nhân càng chi tiết càng tốt. Ngoài ra thì các biện pháp cách ly cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nhà nước áp dụng cách ly bắt buộc, miễn phí ăn uống cho tất cả đối tượng có nguy cơ mắc, huy động mọi nguồn lực và sự chung tay góp sức từ các sinh viên y khoa đến các bác sĩ nghỉ hưu, lực lượng an ninh, dân phòng. Nhờ sẵn có mạng lưới ứng phó với thiên tai và dịch bệnh, chính phủ điều hành theo ngành dọc, vốn rất hiệu quả trong việc ứng phó thiên tai. Các giáo sư từ trường đại học New South Wales Canberra cũng tỏ ra khâm phục với mô hình này. Thế nhưng, như vậy thôi là chưa đủ, Việt Nam cũng rất chủ động và nhất quán trong mọi tình huống phát sinh trong dịch bệnh. Việt Nam đã cho dừng tất cả các chuyến bay hai chiều với Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2. Trường học ở hai thành phố lớn nhất đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành khác đã đồng loạt đóng cửa. Sau đó, đến ngày 13 tháng 2, Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai sau Trung Quốc phong tỏa một khu cư dân rộng lớn là khu vực xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có hơn 10.000 người sinh sống sau khi xác nhận nhiều ca nhiễm ở tỉnh này có nguồn gốc di chuyển từ tâm dịch Vũ Hán trở về. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ở Hà Nội đã ca ngợi Việt Nam vì sự chủ động và nhất quán trong suốt quá trình chống dịch. Một phần không nhỏ làm nên sự hiệu quả của biện pháp này đó chính là nhờ vào mạng lưới thông tin tuyên truyền, cập nhật tình hình sát sao giúp cho người dân có thể nắm rõ tình hình dịch bệnh và hiểu được mình cần phải làm gì lúc này. Bộ Y tế Việt Nam cũng gửi tin nhắn văn bản thường xuyên đến người dân, bao gồm tin tức và các lời khuyên về phòng dịch COVID-19. Mạng lưới thông tin này cũng giúp lan tỏa những thông điệp tuyên truyền rất thiết thực như là ở nhà là yêu nước, giúp giảm gánh nặng một phần cho công tác phòng dịch. Bên cạnh đó, thì lực lượng an ninh cũng đã rất mạnh tay khi nghiêm khắc xử phạt những hành vi lan truyền thông tin giả, làm náo loạn dư luận. Đã có khoảng 800 trường hợp bị xử lý. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: mạng lưới cung cấp thông tin ở Việt Nam cũng rất hiệu quả. Hàng xóm có thể biết thông tin người từ nước ngoài trở về. Thế nên nếu như có người nhiễm bệnh trong khu vực, người dân sẽ báo cáo cho chính quyền. Để nhất quán từ quyết định đến hành động, chính phủ Việt Nam đã thành lập một ban chuyên theo dõi tình hình dịch bệnh theo các cấp, khuyến cáo đến từng người dân để họ có thể nắm được nên làm gì trong thời điểm này để hạn chế sự lây lan của virus. Trong khi nhiều nước có tình hình dịch bệnh căng thẳng hơn ở nước ta như là Mỹ hay là Italy chưa ban bố các quyết định mạnh tay, thì ở Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách mạnh tay nhất như đóng cửa trường học, các khu vui chơi giải trí, rạp phim, quán hát, quán bar hay quyết định đình chỉ chế độ miễn thị thực cho công dân một số nước. Bên cạnh đó thì cũng tính đến trường hợp số ca mắc bệnh từ ngoài du nhập vào, chính phủ cũng đã quyết định lấy mẫu xét nghiệm và phân loại cách ly ngay những người nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay. Quân đội có nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất và phục vụ cách ly. Chính nhờ những biện pháp cứng rắn kịp thời này mà Việt Nam được coi là một trong những ví dụ thành công nhất trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi Vũ Hán cùng với Singapore ở Đông Nam Á. Báo giới nước ngoài cũng cực kỳ thán phục Việt Nam khi người dân có hai ứng dụng khai báo sức khỏe được yêu cầu cập nhật tình hình thường xuyên để xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu ổn định. Bí quyết thứ hai đó là Việt Nam đã sản xuất bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đạt chuẩn WHO nhằm phục vụ công tác sàng lọc bệnh nhân nghi ngờ nhiễm. Biện pháp quan trọng thứ ba là lắp đặt buồng khử trùng di động
phục vụ cho mọi đối tượng người dân. Buồng có hệ thống máy phun khử trùng dạng sương mù 360 độ, được cho là có thể loại bỏ 90% vi khuẩn và virus trên cơ thể. Thế nhưng, có lẽ điều mà người nước ngoài khâm phục nhất đó chính là chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và đặt sinh mạng, sức khỏe và cuộc sống của người dân lên hàng đầu. Theo bài viết, trên tinh thần đó, chính phủ Việt Nam đã công khai minh bạch thông tin về tình hình dịch bệnh, từ đó có được niềm tin từ người dân. Những biện pháp này đã được chứng minh là hiệu quả và cho thấy kết quả tích cực ở Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy có thể thấy, cuộc chiến chống dịch COVID-19 là một cuộc chiến căng thẳng và lâu dài. Chúng ta đã có cơ sở và nền tảng tốt, vậy nên chiến thắng dịch bệnh sẽ không còn xa. Hiện nay chúng ta đang bước vào giai đoạn cao điểm trong công tác phòng chống dịch, là giai đoạn khó khăn thử thách nhất. Quý vị và các bạn cũng đừng vội nản lòng, mà hãy xốc lại tinh thần, đồng lòng quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ chiến thắng dịch bệnh. Chắc chắn chúng ta sẽ có thể làm được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.